quý ba anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Trên màn hình các bạn đang quan sát đây là một cái máy hàn thương hiệu Basic, hàng liên doanh Việt Nam Nhật Bản anh em các bạn nhé. Đây là các cái nút điều khiển để chúng ta hàn đây. Đấy, điều khiển dòng đây. Đấy, thương hiệu ARC 160, cực kỳ là khỏe luôn cho anh em và các bạn nhé. Đấy, lõi đồng bên trong cực kỳ là to luôn, quận bên trong lõi đồng đấy rất là to và đỏ au luôn anh em các bạn thấy không. Đây, đằng sau là công tắc nguồn và quạt gió này. Đấy, tắt đi này. Đấy, quạt rất là tít, tắt đi phải đến 30 giây thì nó mới dừng. Đấy, các bạn thấy không. Đây, tổng chiều dài của máy là 23 này, chiều cao là 16 này. Đấy, và chiều ngang là 10 này. Một con máy hàn mini cực kỳ nhỏ gọn luôn cho anh em và các bạn luôn nhé. Đấy, các cái điều khiển này, khi lắp dây vào thì chúng ta đây lắp như này, đây bên dương bên âm. Đầu tiên chúng ta xoáy ra thì xoáy sang bên tay trái này. Đấy, đầu dây đồng cực kỳ là to luôn, chúng ta ấn vào và xoáy sang tay phải, vậy là xong. Xoáy ra thì xoáy sang tay trái này, lắp vào thì lắp sang bên tay phải này. Đấy, cực kỳ là dễ dàng và dễ sử dụng luôn cho anh em và các bạn nhé. Thì các bạn có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ này. Đây, công tắc nguồn ở phía sau này, chúng ta bật công tắc lên này. Đấy, dây nguồn cực kỳ là to dày dẫn này, dây dương thì dài 2m này các bạn nhé. Đấy, dây dương dài 2m, dây âm thì dài 1,5m này, kẹp cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, kẹp rất là chắc chắn luôn cho anh em và các bạn nhé. Đấy, kẹp hàn cũng kẹp mỏ hàn, kẹp dương này cũng rất là chắc chắn luôn. Đấy, cực kỳ là chắc chắn này, bóp phải căng tay đấy anh em các bạn. Đấy, các bạn thấy không, cực kỳ hàng cực kỳ là chất luôn cho anh em và các bạn. Hàng liên doanh Việt Nam Nhật Bản này. Đấy, thì anh em các bạn có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho các bạn kỹ hơn về dòng sản phẩm này. Xin chào và hẹn lại các bạn ở video sau.